Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Little Saigon News. Bản tin Hoa Kỳ hôm nay, ngày 4 tháng 8 gồm những nội dung chính sau đây. Mexico cấm Mỹ gửi trả người nhập cư khiến khủng hoảng biên giới tồi tệ hơn. Lệnh trục xuất của Biden khiến hàng ngàn dân Mỹ đối diện với việc mất chỗ ở, dân biểu dân chủ phải chữa cháy. Ông Biden sẽ không dự tiệc sinh nhật trong đại dịch của ông Obama với quy mô 700 khách. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Quý vị thân mến, theo Washington Examiner, Mexico đã cấm Hoa Kỳ đưa các gia đình di cư trở lại biên giới và điều này có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng biên giới hiện nay. Quyết định cấm một số lượng lớn các gia đình nhập cư không phải người Mexico quay trở lại Mexico được cho là sẽ buộc lực lượng tuần tra biên giới thả nhiều người vào Hoa Kỳ hơn nữa bởi vì hiện đang không đủ chỗ trống tại các cơ sở để có thể giam giữ hàng nghìn người mỗi ngày. Hơn 20.000 người đã bị bắt gặp vào tuần trước tại khu vực náo nhiệt nhất trong số 9 vùng của biên giới, thung lũng Grande. Đây là nơi ghi nhận số người bị bắt giữ nhiều nhất tính trong một tuần ở khu vực biên giới Tây Nam này. Cuối tuần trước, Mexico đã bắt đầu từ chối tiếp nhận một số nhóm gia đình di cư bị bắt ở biên giới một cách lặng lẽ, một quan chức cấp cao của cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ CBP đã xác thực một báo cáo địa phương với Washington Examiner rằng trên thực tế, nhiều nhóm gồm gia đình bị bắt giữ khi vượt qua biên giới ở một khu vực này sẽ bị đẩy trở lại Mexico tại khu vực khác của biên giới, có thể cách đó hàng trăm dặm. Ví dụ, vì bang Tamaulipas của Mexico đối diện với thung lũng Rio Grande ở phía nam Texas đã ngừng cho phép nhiều gia đình được trở về vào đầu năm nay, đội tuần trai biên giới đã bắt đầu đưa người di cư đến Abasol, Texas. Khi đã đến Abasol, các gia đình sẽ bị đẩy quay trở lại Mexico. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ không tiếp tục tiến hành được nữa, bởi nhiều bang của Mexico dọc theo biên giới đã ngừng nhận các gia đình trở về từ một bang khác với địa điểm họ vượt biên ban đầu. Một phát ngôn viên của Viện Di cư Quốc gia Mexico từ chối bình luận về vấn đề này. Khi đại dịch bùng nổ vào tháng 3 năm 2020, Hoa Kỳ đã lựa chọn biện pháp ngừng bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp và thay vào đó, bắt họ quay trở lại ngay tại biên giới. Trong 17 tháng qua, hàng trăm nghìn người vượt biên trái phép đến biên giới phía Nam đã bị gửi trả lại Mexico việc trục xuất còn được gọi là mục 42 này dựa theo khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC nhằm tránh đưa những người di cư vào các cơ sở chật hẹp nơi dịch COVID-19 có thể nhanh chóng lây lan. Tuy nhiên, việc Mexico thực thi các chính sách mới ở Mexico này đồng nghĩa với việc tình hình đã thay đổi. Mexico sẽ không chấp nhận người bị gửi trả về từ các khu vực khác dọc biên giới. Quan chức này cho biết thêm khi ông Biden nhậm chức, Mexico đã ngừng cho phép các gia đình có con lớn trở lại Mexico, điều đó có nghĩa là lực lượng tuần tra biên giới không thể từ chối họ, kéo theo việc số lượng người nhập cư bất hợp pháp tràn qua biên giới ngày càng gia tăng. Trước đó, ông Biden đã cam kết sẽ ngừng trục xuất các gia đình nhập cư này, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa tiến hành điều đó. Liên minh tự do dân sự Mỹ đã khởi kiện về việc trục xuất các gia đình của ông Biden, nhưng đã tạm dừng hành động pháp lý sau khi chính quyền Biden tuyên bố sẽ sớm chấm dứt tình trạng này. Theo NBC News, số lượng người di cư bị giam giữ đã tăng lên khi Mexico bắt đầu từ chối các gia đình để xử lý những người bị bắt gặp ở biên giới hiệu quả hơn. Cơ quan thực thi nhập cư và hải quan ICE, một cơ quan liên bang chịu trách nhiệm giam giữ, trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp và tiếp nhận những người ở biên giới cũng sẽ vào cuộc. ICE hầu hết là tránh giam giữ các gia đình kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức bởi lực lượng tuần tra biên giới đã chọn thả mọi người thay vì chuyển các gia đình đến ICE, nơi các gia đình chỉ có thể bị giam giữ hợp pháp trong tối đa 20 ngày. ICE đã trích ra 87 triệu đô la để giam giữ những người di cư trong các khách sạn vài ngày trước khi thả họ trong khi những người được lực lượng tuần tra biên giới tiếp nhận không bắt buộc phải làm xét nghiệm virus corona, ICE sẽ thực hiện các xét nghiệm và cung cấp vaccine cho họ, NBC đưa tin. Lệnh trục xuất của Biden khiến hàng ngàn dân Mỹ đối diện với việc mất chỗ ở, dân biểu dân chủ phải chữa cháy. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng với lãnh đạo đa số Hạ viện Steny Hoyer, Whip đảng dân chủ James Clyburn và trợ lý chủ tịch Catherine Clark đã tham gia tiến trình kêu gọi chính quyền Biden gia hạn lệnh trục xuất cho đến ngày 18 tháng 10. Trong một tuyên bố bằng văn bản hôm thứ hai, ban lãnh đạo hạ viện cho biết đại dịch vẫn chưa kết thúc và những người không thể trả tiền thuê nhà cần quốc hội gia hạn lệnh tạm hoãn để các bang có thể phân phối các khoản tiền do chính phủ liên bang phân bổ trước đó. Các nhà lãnh đạo hạ viện cho biết virus vẫn là một mối đe dọa các lệnh cấm phải được gia hạn và các quỹ mà quốc hội phân bổ để hỗ trợ những người thuê nhà và chủ nhà phải được chi tiêu. Việc gia hạn lệnh tạm hoãn dựa trên sức khỏe cộng đồng và biến thể vùng đồng bằng, nó cũng sẽ có thêm thời gian để cho phép dòng tiền mà quốc hội phân bổ cuối cùng cũng chảy vào. Chúng tôi kêu gọi Bộ Tài chính cho biết làm thế nào các khoản tiền mà nó đã chuyển đến các tiểu bang và cộng đồng có thể được phân phối hiệu quả hơn cho những người thuê nhà và chủ nhà. Các thành viên đảng viên Đảng dân chủ khác cũng kêu gọi chính quyền Biden gia hạn tạm dừng tiền thuê nhà, bao gồm cả những người tiến bộ như Alexandria Ocasio-Cortez, yêu cầu Biden mở rộng trợ cấp cho những người thuê nhà bị ảnh hưởng bởi những thách thức kinh tế liên quan đến đại dịch. Ocasio-Cortez nói rằng, trong khi cô ấy đổ lỗi cho đảng của mình vì đã cho phép lệnh cấm hết hiệu lực, chính quyền các bang cần phải nhanh chóng hơn để có được tiền liên bang cho những người thuê nhà để trả lại tiền thuê nhà. Tôi nghĩ rằng ở một số bang một số thống đốc và cơ quan hành chính bang có thể thực hiện chậm quá trình này cô nói ở các bang khác có gánh nặng hành chính khi thiết lập nó nhưng có những bang và thành phố đã làm đúng thành thật mà nói các chính quyền bang đó cần phải hợp tác với nhau nhưng chúng tôi không thể đuổi mọi người ra khỏi nhà của họ khi thỏa thuận cuối cùng của chúng tôi chưa được thực hiện dưới sự quản lý của chính quyền Biden, kế hoạch giải cứu Hoa Kỳ đã phân bổ 21,5 tỷ đô la cho hỗ trợ cho thuê khẩn cấp bổ sung vào 25 tỷ đô la được phân bổ trước đó theo đạo luật chiếm đoạt hợp nhất năm 2021, nâng tổng số tiền hỗ trợ hiện có lên hơn 46 tỷ đô la. Nguồn vốn đã có, nhưng các tiểu bang đã chậm chạp trong việc chuyển các khoản tiền được phân bổ đến tận tay những người thuê nhà. Ngay cả khi nguồn kinh phí được phân bổ đến các tiểu bang, chủ nhà đã mất hàng tỷ đô la tiền thuê nhà chưa thanh toán và buộc phải thực hiện hành động pháp lý chống lại chính phủ liên bang để được hoàn trả cho những thiệt hại của họ. Hiệp hội căn hộ quốc gia, một nhóm có các thành viên cho thuê gần 10 triệu đô la bất động sản cho thuê ở Hoa Kỳ, đã đệ đơn kiện vào ngày 27 tháng 7 tại tòa án liên bang Hoa Kỳ ở Washington. Theo Hiệp hội Căn hộ Quốc gia, lệnh cấm trục xuất do Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh đưa ra là vi hiến và khiến các chủ nhà ôm túi tiền thuê 26,6 tỷ USD sau khi hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt trong 16 tháng. Robert Pinegar, giám đốc điều hành của Hiệp hội Căn hộ Quốc gia, cho biết vào cuối tháng 6 rằng tài trợ liên bang sẽ không bao gồm tất cả các khoản tiền thuê lại còn nợ của các chủ nhà nhỏ và thay vì phát hành nhiều tài trợ hơn, chính phủ cần mở cửa nền kinh tế và đưa mọi người trở lại làm việc họ có thể trả tiền thuê nhà. Vào tháng 3, có khoản nợ thuê 18,6 tỷ đô la chưa được hoàn trả và vào thời điểm chúng tôi tính đến cuối tháng 7, con số này có thể dễ dàng là 25 hoặc 26 tỷ đô la, Pinniger nói với CNBC. Vì vậy, đây là một cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng và chúng ta càng có thể rút tiền nhanh hơn, thật tuyệt. Nhưng ngoài ra, chúng ta càng có thể nhanh chóng mở cửa nền kinh tế và khiến mọi người làm việc trở lại thực sự sẽ là giải pháp lâu dài của chúng ta ông Biden sẽ không dự tiệc sinh nhật trong đại dịch của ông Obama với quy mô 700 khách. Thưa quý vị, ông Joe Biden sẽ không có mặt trong buổi tiệc sinh nhật của ông Obama diễn ra vào thứ Tư ngày 4 tháng 8 tại đảo Martha Vineyard, bang Massachusetts. Buổi tiệc dự kiến có sức chứa khoảng 700 người với sự góp mặt của nhiều nhân vật đình đám. Một quan chức tòa bạch ốc cho biết vào thứ Hai ngày 2 tháng 8, Mặc dù Tổng thống Biden không thể có mặt vào cuối tuần này, ông ấy mong sớm được gặp cựu Tổng thống Obama và chào đón ông ở câu lạc bộ những người trên 60 tuổi. Tiệc sinh nhật lần thứ 60 của ông Obama có sự góp mặt của những nhân vật nổi tiếng như người dẫn chương trình truyền hình Oprah Winfrey, đạo diễn Steven Spielberg, diễn viên George Clooney, ban nhạc Rat Perlem dự kiến sẽ trình diễn tại buổi tiệc. Trong cùng ngày hôm đó, ông Biden lại có chuyến công du đến thành phố Rehoboth Beach, bang Delaware tờ New York Times đưa tin, vào dịp lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 vừa qua, hơn 60.000 người đã tụ tập tại thị trấn Provincetown, bang Massachusetts và hầu hết đều không đeo khẩu trang. Theo thông tin từ tờ Axios, các nhà khoa học đã phát hiện 965 ca nhiễm, 238 ca trong đó liên quan trực tiếp đến người dân tại thị trấn Provincetown, gần nơi diễn ra buổi tiệc sinh nhật của ông Obama. Tờ Axios nhận định, theo hướng dẫn đeo khẩu trang mới của CDC, số ca nhiễm đột biến quanh khu vực Provincetown, Massachusetts từ sau lễ kỷ niệm 4 tháng 7 cho thấy nguy cơ lây lan vẫn xảy ra ngay cả giữa những người đã được tiêm phòng. Ông Francis Collins, giám đốc Viện Y tế Quốc gia, đã trả lời kênh CNN vào ngày 1 tháng 8. Nếu bạn đang nói về một bữa tiệc nhỏ như tôi có thể tổ chức tại nhà của tôi cho 6 hoặc 8 người đã được tiêm phòng đầy đủ, thì tôi không cho rằng tại thời điểm này chúng ta cần đeo khẩu trang khi ở cạnh nhau. Nhưng dĩ nhiên nếu có 100 người, làm sao bạn có thể đảm bảo về tình trạng tiêm phòng của mọi người? Theo tờ Axios, một người biết về cách thức tổ chức tiệc của ông Obama nói rằng tất cả khách mời sẽ phải tiêm vaccine COVID mặc dù họ không nói rõ người dự tiệc sẽ đưa ra bằng chứng gì, vào lúc nào và ở đâu. Buổi tiệc sẽ tổ chức ngoài trời, tất cả khách mời của sự kiện đều được yêu cầu tiêm vaccine và theo các nguồn tin sẽ có sự tham gia của một người chịu trách nhiệm về các vấn đề về Covid theo quy trình của cảnh sát. Một nguồn tin cho biết, thay vì mang theo quà tặng, những vị khách mời có thể xem xét việc ủng hộ cho các chương trình hỗ trợ thanh niên da màu và gia đình của họ tại Hoa Kỳ, nâng cao vị thế cho các trẻ em gái tuổi vị thành niên trên khắp thế giới và trang bị cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo của cộng đồng các quốc gia mới nổi. Buổi tiệc sinh nhật sẽ diễn ra tại dinh thự của ông Obama trên đảo Martha Vineyard, bang Massachusetts, Dinh thự trị giá 12 triệu đô la, rộng 30 mẫu anh và có tầm nhìn hướng ra biển thuộc khu vực Agathorn. Thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp.